Xin chào quý vị và các bạn, mình là Michael, chào mừng các bạn đã quay trở lại. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn một cái đề tài là bạn có nên cầu nguyện để bạn được của cuộc sống nó may mắn hay không? Chắc là nhiều người cũng rất là thắc mắc tại sao anh lại nói như vậy, tại sao Michael lại nói như vậy. Thế này nè các bạn, có rất là nhiều người các bạn đi vào chùa, vào nhà thờ, vào tất cả những cái gì bạn có thể suy nghĩ. Họ xin nào là cho con tôi đẹp, khỏe mạnh, cho con tôi học giỏi, cho nhà tôi được hạnh phúc, cho chồng vợ tôi thương yêu tôi, cho tôi kiếm được nhiều tiền, cho tôi ba mẹ tôi khỏe mạnh, cho tôi được thăng quan tiến chức, cho tôi kiếm được nhiều tiền để mua xe, để mua ví, để mua quần, mua áo. Đó các bạn, họ vô họ để họ xin không là họ xin nhiều quá đó các bạn. Các bạn thấy họ xin không? Nặng quá, cái nó làm cho họ đi xuống, chìm xuống, nặng quá, xin nặng quá. Còn mấy cái ông đấng thần linh, đấng tiên, đấng Phật, đấng trời, đấng thánh, đấng chúa, người ta cho bạn, người ta cho tất cả mấy thứ, cho bạn vợ đẹp nè, con ngoan, học giỏi, rồi gì đó, công thành danh toại, rồi cho nhà đẹp, xe hơi, nhà lầu gì, người ta cho bạn, người ta cho hết, cái họ nhẹ, họ bay lên trời. Còn bạn ôm hết mấy đống đó, bạn nặng gánh, bạn bay xuống. Bạn xin thì sao các bạn? Bạn xin thì bạn nghĩ trong đầu bạn là bạn sẽ có may mắn thì bạn mới xin được, đúng không? Khi mà bạn nghĩ nó là may mắn đến, nó cũng giống như một tờ giấy số thôi. Bạn mua, bạn đi tới, bạn cầu xin, bạn mua cho nó trúng tờ giấy số, thì cái cơ hội của bạn là có bao nhiêu? Đối với những người học viên của mình đó các bạn, thì mình khuyên với họ một câu như thế này thôi: em hãy lập kế hoạch ra đi, và em mỗi ngày em tiến tới một bước, một bước, một bước, giống như vậy em xây nhà, xây từng viên gạch, từng viên mạch, từng viên gạch, viên gạch, viên gạch, rồi em sẽ thấy ôi cái tường đó mình sắp xây sắp xong rồi, ok, bắt đầu mình xây tường số 2, tường số 3, tường số 4, mình lắp cái cửa vô nữa, lắp cái cửa chính, lắp cái cửa sổ, coi như mình xong một căn phòng. Đó là bạn thấy cái căn nhà nó hoàn thành từng bước, từng viên gạch một, là nó sẽ đi đến đích. Một phòng, hai phòng, ba phòng, rồi tới phòng khách, rồi tới nhà tắm, rồi tới toilet, rồi tới kitchen, rồi xong rồi xây cái nhà. Từng phòng vậy như các bạn. Còn những bạn nào mà cầu mong đi đâu cũng cầu, cầu nguyện, cầu nguyện. Cầu nguyện là một điều rất là tốt, nhưng cầu nguyện nó chỉ xảy ra khi mà mình đã cố gắng hết sức lực của mình và mình có kế hoạch để mình đi tới chuyện đó. Còn cầu nguyện là mình muốn cái đấng linh thiêng hòa mình cầu nguyện để cho mình tự tin thêm là cái việc đó đối với mình nó sẽ đến. Nhưng mà khi mà bạn cầu nguyện á, bạn phải, đó là cái việc bạn làm cuối cùng trước khi bạn, đó là cái việc cuối cùng các bạn. Bạn phải ngồi, bạn lập kế hoạch ra, bạn phải đi từng bước. Bây giờ mình nói với mấy, tất cả những người học viên của mình á, các bạn đừng có đi cầu những cái điều may mắn nó đến với bạn, hãy đi cầu cho bạn có khả năng xử lý những cái tình huống không may nó đến với bạn. Cầu cho khả năng của bạn có thể chịu đựng được những cái tình huống đó, có thể vượt qua được những cái tình huống đó, có thể giải quyết được bất cứ tình huống gì xấu xảy ra đến cuộc sống của bạn, bạn có khả năng để mà thay đổi nó được hết. Thay đổi vào những cái hướng, cho theo hướng tích cực, theo cái hướng mà bạn muốn, theo những cái hướng mà bạn đã lập kế hoạch ra sẵn. Mình ví dụ nha, khi cái nhà bạn đang xây, cái tự nhiên có mưa gió nó tới, bạn không xây được, thì bạn mới suy nghĩ trong đầu: may mắn mưa gió nó đến, mình giảm cái kế hoạch, mình xây chậm lại một tí xíu, nhưng nó vẫn đỡ hơn là mình xây xong mà nó lại bị sấm chớp hay gì làm cho nó ngã nhà. Hoặc là những cái ngày mưa gió đó nó làm mình làm chậm cái tiến độ nó lại, nhưng mà thà chậm mà nó chắc còn đỡ hơn là lỡ có người, người ta xây nhân công rồi công nhân người ta làm mà nó ngã xuống rồi mất công cũng phiền cho họ. Đó, mình nghĩ trong cái rủi á là nó có cái may, thì mình suy nghĩ tích cực một chút xíu. Còn ví dụ như những người giống như suy nghĩ như thế này, mình nói tại sao mình không muốn những cái bạn học viên của mình là luôn luôn xin để mà được cái cuộc sống may mắn, để được, tất nhiên là may mắn là tốt các bạn, nhưng mà nếu mà nó tới bạn thì bạn chúc phúc cho bạn rất là tốt, nhưng mà cái điều không may nó sẽ đến nhiều hơn đối với cuộc sống của bạn hơn là những cái điều may mắn nó đến các bạn. Còn những người nào mà cuộc sống của họ gặp toàn điều may không à, thì đó điều tốt. Nhưng những người đó nếu mà sau này gặp một cái chướng ngại vật, để mình kể cho các bạn nghe. Có một cái người mà mình quen, có nghĩa là từ nhỏ tới lớn học giỏi cực kỳ luôn, thi đại học bập bộ, thi
thi cấp 1, cấp 2, học sinh giỏi, rồi cái gì, học sinh gì cũng giỏi, đi thi học sinh giỏi, rồi học đại học tốt nghiệp ra cũng lại giỏi, rồi đi làm xuất sắc. Rồi đùng một phát, đi thi lái xe rớt một phát, về bị bệnh tự kỷ các bạn. Đi thi lái xe thôi, em nó ngồi về dằn vặt đập đầu làm đập đầu làm ghê lắm các bạn. Trời ơi tại sao tôi giỏi như vậy mà đi thi lái xe rớt hả? Trời ơi quằn quại như con chó dại mấy ngày luôn các bạn. Mấy ngày mấy đêm, mấy ngày mấy đêm hỏi tại sao cái chuyện dễ như vậy mà tôi không làm được. Các bạn có cái chuyện đó đâu có gì đâu, làm cái gì mà ghê gớm như vậy. Thi không đậu thì đó các bạn, bởi vì mình nói cái tư duy nó quan trọng lắm. Bạn cứ luôn luôn nghĩ là bạn ở trên mây không à, bạn ơi hãy đáp xuống đất đi, hãy đừng có gặp những cái điều mà mình may mắn mình trải qua, mình thi đại học mình đậu, mình thi mấy cái kia mình đậu, chẳng qua là bạn giỏi cũng có và bạn học nhiều cũng có. Nếu mà bạn có thi rớt bất cứ cái môn nào đó thì có nghĩa là bạn học chưa đủ để nó đậu được, đơn giản bạn nghĩ vậy thôi. Ví dụ bạn chưa kiếm được nhiều tiền, có nghĩa là kiến thức của bạn chưa đủ để kiếm được nhiều tiền, vậy thôi hả? Hoặc là bạn không phù hợp với cái lĩnh vực đó, bạn không phù hợp với cái môn đó. Ví dụ như bạn rất là giỏi về lý thuyết, cho bạn đi thi thực hành thì như bạn dễ bị tiêu. Bạn giỏi thực hành cho bạn đi thi lý thuyết thì bạn dễ bị tiêu, đúng không các bạn? Có nghĩa là trong cuộc đời này rất là nhiều cái lĩnh vực khác nhau. Bạn không thể nào mà bạn nói là tôi giỏi hết tất cả, tôi giỏi toàn diện. Cái chữ đó là xạo. Ở Việt Nam mình nói cái chữ đó là giỏi toàn diện, học sinh giỏi toàn diện, xạo không, toàn giỏi lý thuyết mà toàn diện cái gì? Đưa cho nó thực hành sao nó biết được mà gọi giỏi toàn diện. Dùng từ sai á các bạn. Đó, bây giờ mình nói cái chuyện rớt đối với mình và cái chuyện thi đậu đối với mình coi nó nhẹ nhàng lắm các bạn. Mình càng mong các bạn rớt càng nhiều càng tốt nữa. Cái mấy bạn có nói ủa anh này nhảm nhí tự nhiên đòi nói người ta thi rớt. Bạn thi đậu là tốt. Mà nếu bạn may mắn vừa đủ điểm đậu là bạn cũng nên thi lại đi, mình khuyên luôn á. Tại vì các bạn biết không, những người xác suất mà thi đậu lần đầu á, những người học viên của mình á, thi bất cứ lĩnh vực nào các bạn, thi tiếng Anh, thi lái xe, thi quốc tịch, thi bất cứ gì, họ thi đậu lần đầu họ rất là tự tin và nhiều khi á các bạn overconfident, tự cao tự kêu luôn á các bạn. Họ nghĩ là ôi thi quốc tịch Úc thôi mà dễ ạt ba cái chuyện này, ai mà thi không được. Rồi họ nghĩ họ giỏi, họ thi đậu một lần họ nghĩ họ giỏi rồi, người khác thi người ta phía xong người ta ra người ta khuyên người ta mấy người khác ôi cái chuyện nó dễ ạt à, 30 giây rồi thi đậu liền rồi, người ta cũng 30 giây luôn, người ta về người ta nghe lời khuyên của bạn, xong 30 giây sau người ta thi rớt, người ta đổ thừa tại thằng này nó khuyên tới 30 giây đó. Bạn giỏi chưa chắc người ta giỏi, thì các bạn hãy cẩn thận những cái lời khuyên của mình và những học viên của mình á, mình luôn luôn khuyên các bạn á, trong cuộc đời này nó không có gì tệ hại bằng việc là bạn overconfident, quá tự tin, quá tự cao. Và bạn đừng có nghĩ những cái gì bạn giỏi và bạn sẽ không phải giỏi hết tất cả mọi lĩnh vực, không có chuyện đó đâu các bạn. Bạn giỏi cái này, ví dụ như bạn đi học bạn cực kỳ giỏi luôn, bạn giỏi tiếng Anh chưa chắc bạn biết nấu ăn, chưa biết chắc bạn biết lái xe, chưa chắc bạn biết những cái chuyện mà làm vườn hay những cái chuyện mà lặt vặt. Thì mỗi người có mỗi cái lĩnh vực giỏi, bạn phải biết bạn giỏi cái gì thì bạn tập trung vô cái đó, bạn để kiếm tiền vô cái đó. Còn những việc bạn không giỏi thì bạn không phải là bạn không làm, nhưng bạn cũng làm nhưng bạn không giỏi bằng những người khác, đó là chuyện bình thường. Và mình nói rất là nhiều lần rồi là những cái người học viên á, đừng có cầu mong cho sự may mắn nó đến với các bạn, mà bạn chỉ cần cầu mong một điều thôi, bản thân của bạn á có khả năng vượt qua mọi sóng gió của cuộc sống này. Nó như vậy á, nó mới giúp bạn tự tin lên được. Lý do tại sao? Tại nếu bạn vượt qua sóng gió lần một thì những cái lần khác nó tới mà nó giống y chang vậy, bạn cũng làm vượt qua được à. Còn nếu mà bạn cái cầu mong, ok, cầu mong thôi bữa nay đừng có ra cái câu đó tôi chưa học bài thì nó sẽ ra câu đó cho bạn để cho bạn rớt. Và bạn cầu mong ngày mai ngày mốt đừng có ra câu đó tiếp, nó sẽ ra lại câu đó. Cầu mong đi thi đừng có đi vô cái đường đó, để tôi không có tự tin như thế nữa. Đi thi đừng có cho tôi thi những cái đường đó các bạn, nó sẽ rớt thôi các bạn. Bạn hãy cầu mong để cho bạn khi mà bạn thực hành á, khi bạn học đó các bạn, bạn phải học nhiều tình huống, bạn phải có nhiều thời gian bạn thực tập, bạn học rất là nhiều thứ rồi để bạn thi. Cái câu mình hay nói với các bạn hãy tưởng tượng khi bạn học á, khi bạn đang học á là bạn tưởng tượng bạn đang đi thi. Rồi trong khi mà tới cái lúc mà bạn đi thi á thì bạn cứ tưởng tượng là lúc đó bạn đi học.
nó đơn giản nhẹ nhàng như vậy thôi. Còn lúc bạn đi học, bạn phải luôn luôn tập trung tất cả ý chí, tinh thần và tất cả mọi thứ để cho bạn vô, bạn coi những buổi học của bạn là những cái bài thi của các bạn. Như vậy á là bạn luôn luôn trong trạng thái tập trung, luôn thu luôn luôn á là phải 100% hướng về về cái đích đến của các bạn, thì bạn phải nỗ lực hết sức như vậy để bạn đi đến sự thành công các bạn, chứ không phải là tới lúc đi thi mới tập trung. Đi thi là cái trạng thái relax, cái trạng thái căng thẳng, cái trạng thái là coi như tới lúc đó là bạn mình sẽ phô diễn hết tất cả cái tài năng mình biết được, tất cả những cái gì mình học được trong quá khứ, lúc đó đi thi mình phải biểu diễn người ta thấy. Chứ thi, đi thi là không phải giai đoạn để mình run, đi thi không phải để giai đoạn là mình cầu nguyện, cầu nguyện trong thầy bữa nay ổng dễ dễ, ổng gác thi dễ dễ để cho mình copy được bài của thằng bạn nha, cầu nguyện hôm nay ngồi gần cái đứa nào giỏi giỏi để cái gì liếc được nha, cầu nguyện hôm nay ngồi cuối cuối lớp nha để cái gì dở tài liệu được. Ai mà đi cầu nguyện cái kiểu vậy các bạn, hoặc là bạn có thể cầu nguyện những cái kiểu gì khác khác nhưng mà nó cũng tương tự giống như vậy thôi các bạn. Cầu nguyện cho đi phỏng vấn cho đậu nha, để được đi Mỹ, đi Tây, đi Tàu, đi Úc nha. Bạn chuẩn bị đi, chuẩn bị kỹ trong cái khâu, bạn thành công trong cái khâu chuẩn bị thì bạn chuẩn bị thành công. Còn bạn thất bại trong khâu chuẩn bị là bạn chuẩn bị thất bại. Đơn giản thôi các bạn. Bạn hãy tự tin lên. Và bất cứ tình huống nào phỏng vấn rớt cũng không sao hết. Rớt, bạn biết được tại sao bạn rớt. Lần sau bạn tự tin đi tới. Rớt, biết tại sao bạn rớt và nó không thích bạn ở điểm nào. Bạn phải biết được điểm rớt đó. Và nói nó rớt, bạn không biết nói tiếng Anh đúng không? Về đi học tiếng Anh để tới nói chuyện với nó bằng tiếng Anh. Và rớt, không đủ tài chính phải không? Về phải làm sao cho nó thấy mình giàu có để mình được được đi đi du lịch, đi du học, đi định cư gì đó. Cho nó biết được các bạn. Đó các bạn. Có những cái đó bạn phải tự tin lên. Đừng có thấy là đừng có bao giờ mà để cho người ta nói ôi mày như thế này, mày không được như thế kia, mày là cái thằng học dốt, mày là cái thằng như này, mày không đủ khả năng để trở thành người giàu, mày không đủ khả năng để trở thành thành công. Tất cả người ta nói bạn đó là những cái điều ở bên ngoài của bạn thôi. Quan trọng là cái subconscious, cái gọi là cái đó tiếng Việt là chữ gì mình không biết, cái đó gọi là cái bên trong, cái giọng nói bên trong cái đầu của bạn đó. Cái giọng nói của bạn tự kỷ ám thị bên này nè, bạn nói bạn là người giỏi, bạn có thể làm được, bạn có thể vượt qua tất cả những cái trở ngại đó thì bạn mới thành công được các bạn. Còn chuyện người ta nói kệ người ta, còn bạn là người quyết định cái sự thành công hay là thất bại của bạn, các bạn là người quyết định cái sự kiếm được nhiều tiền hay là ít tiền của các bạn. Rồi mình kết thúc video ở đây, mình chúc cho tất cả những bạn học viên của mình là không bao giờ có cái suy nghĩ là đi đi xin cái này xin cái kia rồi cầu nguyện mình không gặp những cái trở ngại trong cuộc sống nha. Đừng bao giờ cầu nguyện cho đừng có gặp trở ngại trong cuộc sống. Gặp trở ngại trong cuộc sống càng sớm càng tốt, càng trẻ càng tốt các bạn. Càng gặp trở ngại bạn càng mạnh dạn và bạn càng tự tin, bạn càng có nhiều cái năng lượng và bạn có nhiều cái kinh nghiệm và có nhiều cái trải nghiệm để các bạn thành công hơn. Có nhiều người luôn luôn nghĩ là ok, thôi để tới khoảng 30 40 tuổi khi em lớn rồi em sẽ gặp những cái trở ngại, khi 30 40 tuổi rồi em mới ra khởi nghiệp. Đừng, 18 tuổi ra khởi nghiệp đi, khởi nghiệp thất bại trong khoảng 4 5 năm đi, tới năm 22 23 tuổi là coi như bạn thành công khủng khiếp luôn á. Còn bạn đợi tới 28 29 30 tới lúc đó rồi tuổi của bạn nó lớn rồi, bạn cũng ngại rồi, có gia đình có vợ có con rồi còn ngại ác nữa, rồi lúc đó rồi phải lo cho ba mẹ nữa, ôi lúc đó là khó lắm các bạn. Rồi chúc các bạn thành công nha, đừng có sợ, đừng có sợ, hãy làm đi các bạn.